Xin chào các bạn, lại là mình Chất đây. Video hôm nay sẽ là lần rút X10 pet thứ hai ở account VIP không ngày trước của mình nhé. Trong video hôm qua về sự kiện trung thu bản Pokemon Legend, mình còn thiếu sót đó chính là X2 tất cả các tính năng dùng thể lực nha. Video này là rút X10M Tornadus, bạn chủ mới của account này rất thích team bay, nên đã nhờ mình làm video rút X10 này, và bảo luôn còn thiếu nhiêu thì mình hãy dùng mảnh thường bù vào. Chứ nếu là mình, thì mình chơi em DNC cho rẻ nhé, chứ team bay tốn kém lắm. Lan man vậy thôi, mình sẽ tiến hành rút luôn nhé, nhanh gọn là phong cách của mình, các bạn đừng nghĩ, chỉ rút vài lần là xong video, nhưng không nhanh thế đâu, lâu ác đó. Các bạn hãy xem lần này, mình rút có đỡ hơn lần trước không nhé. Chứ đen nữa, chắc sau không dám làm video rút nữa ý chứ. Còn 25k kim cương nữa, account VIP không này, sẽ có thêm một em pet hiếm, và bạn nào chơi qua game này rồi thì biết chỉ lần rút X10 pet đầu tiên là sẽ có cơ hội ra nhiều pet. Còn những lần sau, 99% chỉ ra pet hiếm và huyền thoại khi các bạn đạt đến mốc game yêu cầu. Như vậy, trong video ngày hôm nay, account VIP không này, chỉ có khả năng thêm được 2 em pet chất lượng nữa. Đó là em Tornadus và một em pet ở mốc 25k kim cương. Nhưng lợi ích cho việc rút pet như này không chỉ như vậy, chắc các bạn cũng đoán ra được đó là khi rút X10, các bạn sẽ có thêm rất nhiều pet mới. Giúp tăng lên bộ sưu tập hình pet cho account của các bạn, cũng sẽ giúp các bạn tăng lực chiến nha, vì mỗi em pet đều có cộng thêm phần trăm chỉ số nào đó, tuy ít nhưng khi các bạn sưu tập nhiều pet, thì đây là một con số không thể nào được phép khinh thường, bỏ qua. Vậy là mình đã up được 4 lần X10 rồi, bản Pokemon Legend này, rút pet vừa chua vì tốn kém, vừa chán vì song hành là cái tiêu phí kim cương, phần thưởng cũng rất lèo bèo. Các bạn nhìn phần thưởng tiêu phí đó, chứ không lại bảo mình nói điêu thành quen. Nãy giờ account này có thêm nhiều pet mới lắm, nhiều quá nên mình cũng không muốn nói kiểu như em này chưa có này, hay ui ngon em này chưa có, nhiều pet mới mà cứ lặp đi lặp lại như thế. Giống trong văn học là các bạn bị lỗi lặp gây nhàm chán cho người đọc người nghe đó. Đoạn này là mình đã bị đầy kho pet rồi, tất nhiên mình phải cất bớt pet vào kho, sau đó mới có thể tiếp tục việc up pet được. Các bạn có thấy em Vaporeon hệ nước kia không? Em nó là dạng tiến hóa của em EV đó. Vì sao mình lại nhắc đến em ý? Lý do vì em ấy có pro một hút đam nhé. Nên ở giai đoạn không có pet, các bạn có thể dùng em nó được. Ví dụ ở account này, em nó có thể dùng đi hút đam cho cặp Reshiram và Zekrom ổn áp nhé. Và em này cũng có bộ skill rất thú vị đó. Vậy là đến mốc pet rồi nha, em pet lần này là em vịt bầu hay tên chính thức của em nó là Cresselia. Đó là một em pet cũng đi rất hợp với cặp Reshiram và Zekrom nha. Tùy vào mục đích của bạn, chủ account có thể dùng một trong hai em pet Cresselia hoặc là em Vaporeon. Ban nãy mình đã nhận 9 lần up X10 rồi, với số kim cương của account này, chắc chắn không đủ 20 lần, được mấy lần X10 thì up còn lại sẽ bù bằng mảnh thường. Vì đợt quét ải vừa rồi, account này, mình cũng quét được hơn 3k mảnh mà. Nên không lo thiếu đâu. Vậy là được 15 lần up X10 nhé, phải bù 500 mảnh thường rồi. Bây giờ, mình sẽ gọi em Tornadus luôn, vì bạn chủ account bảo, đã làm mới ra tính cách mà bạn ấy chơi được rồi. Với mình, em này cứ cộng speed là được, chủ yếu sau này giúp đi đại hội liên minh thôi, chứ trong những hoạt động khác thì mình thấy chẳng cần quan tâm tính cách làm gì. Bây giờ, mình cũng dừng video ở đây. Rất mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nếu có thêm like thì càng tốt nhé.
Và các bạn có đề nghị gì thì cứ bình luận ở dưới video, mình sẽ cố gắng để hưởng ứng lời đề nghị đó. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.